Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thảo nào tứ tiên sinh dính phải mưu kế, vậy mà lại là bẫy vu thuật. Nhà tu hành đại đàm thiên hạ biết vu thật không hề nhiều, là ai đã hãm hại tứ tiên sinh? Ven sông Độ Thiên, phía Diên Hà, có lẽ đều là cạm bẫy. Sư phụ, đồ nhi không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi. Vu thuật này chỉ trói buộc 60% tu vi của đồ nhi, không đáng ngại. Quả thật là vu thuật, phải nhanh chóng giải trừ mới được. Nếu vu thuật lấn ngày càng sâu, đến lúc toàn bộ tu vi biến mất, đến lúc đó mới giải trừ vu thuật sẽ càng khó hơn. Quan trọng, người đừng ăn nói hồ đồ. Phan trọng, người đừng ăn nói hồ đồ. Tiếp tục nói. Ta thật sự không có nói bậy. Năm đó ra học nghệ ở Tịnh Minh Đạo, đã nhìn thấy tư liệu liên quan đến vu thuật ở trong tàng thư các. Trong vu thuật cũng phân ra làm bách vu thuật và hắc vu thuật. Nếu như lòng dạ hiểm ác, sẽ lầm đường lạc lối. Năm đó ta tuổi trẻ ngông cuồng, nhất thời bị mê muội, muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, liền tìm tư liệu của vu thuật. Đáng tiếc Tịnh Minh Đạo giấu nó kín như bưng, cũng không có tiền bối nào học vu thuật bằng lòng dạy ta. Vậy nên ngươi chọn tám âm thức. Trưởng lão Tịnh Minh Đạo chỉ nói với ta tám âm thức thích hợp để tao luyện, lại không nói cần phải phối hợp với lục dương công. Âm dương cân bằng cũng là khi ta gặp cơ não tiền bối mới biết được, sau đó thì sao? Nói đến vu thuật, kiểm soát giống như là dấu ấn tu hành, nó sẽ từ từ đi theo kinh mạch của nhà tu hành, không ngừng gặm nhấm tắc nghẽn kinh mạch. Tắc nghẽn chi thuật của Tịnh Minh Đạo cũng là mô phỏng theo phương thức của vu thuật. Vì vậy, càng giải trừ vu thuật sớm sẽ càng có lợi cho tứ tiên sinh. Giống như ngũ tiên sinh đã bị phong ấn hoàn toàn, có lẽ là nhà dị thuật ở cự ly gần phong ấn lập tức có hiệu lực, cho dù hóa giải lúc nào kết quả đều giống nhau. Ngươi am hiểu vu thuật như vậy, có biết phương pháp hóa giải như thế nào hay không? Ta nhớ trong một quyển sách có nói, loại phương pháp hóa giải thứ nhất cũng là phương pháp đáng tin nhất, đó là do đích thân nhà dị thuật hóa giải. Loại thứ hai chính là tu thiền nhập Phật, hoặc là tu đạo ngồi thiền, lúc tu vi vượt xa nhà dị thuật mới có thể hóa giải. Nhưng loại phương pháp này căn bản là không thể nào làm được. Tu vi đã bị phong ấn thì làm sao mà tu hành được? Theo ngươi nói như vậy, vu thuật của tứ tiên sinh hết cách rồi sao? Nghĩa là chỉ có các chủ mới có thể hóa giải. Loại thứ ba chính là nhà tu hành mạnh, vượt xa nhà dị thuật cưỡng chế tách rời vu thuật. Vu thuật và nguyên khí xung đột tạo thành đứt đoạn kinh mạch, cơ thể nổ tung mà chết. Vậy nên chỉ có các chủ có thể làm được. Làm sao đây, mọi người đều đang nhìn mình. Xin sư phụ giải trừ kiểm soát cho đồ nhi. Nếu lồng độ thiên thôn ngư long đã có cạm bẫy vu thuật, nếu sông độ thiên thôn ngư long đã có cạm bẫy vu thuật, vậy những người khác ở ma thiên các không thể nào tùy tiện đi nữa. Ngay cả Minh Thế Âm cũng bị trúng chiêu, những người khác càng không có khả năng điều tra rõ ràng được. Chuyện của ngư long thôn chỉ có thể đích thân điều tra mà thôi. Còn làm sao để giải trừ kiểm soát vu thuật, thật sự là không có cách tốt. Dù sao cũng không thể nào nói với bọn chúng mình chỉ có tu vi phạm hài cảnh. Sư phụ, mặc dù sư đệ thường xuyên phạm lỗi, nhưng gần đây biểu hiện không tồi, xin sư phụ ra tay. Xin các chủ ra tay. Xin các chủ ra tay. Xin các chủ ra tay. Nếu là lúc trước, xác suất cao cơ thiên đạo sẽ nổi trận lôi đình, một bước đá đi.
Nhưng mà Minh Thế Ấm khoảng thời gian này biểu hiện quả thật không tồi. Mặc dù độ trung thành không ổn định, nhưng Đoạn Mộc Sinh và Tiểu Diên Nhi, nhưng mà làm việc rất là gọn gàng, sau này từ từ dạy bảo cũng được. Đi theo vi sư. Có sư phụ ra tay, vu thuật chỉ là chuyện nhỏ. Các chủ ông ấy tu vi thâm sâu, đương nhiên sẽ không coi trọng chút vu thuật đó. Nếu tứ tiên sinh đã trúng vu thuật, vậy còn hai người các ngươi đó, tam tiên sinh có ý gì? Tu luyện với ta. Trong mật thất, lần đầu vào mật thất của sư phụ, lúc trước ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng có phải sư phụ ông ấy đều cất giữ những thứ đồ hay ho ở trong mật thất hay không. Không biết sao mật thất này lại kín gió như vậy. Bình thường sư phụ tu luyện ở mật thất, không thể nào nhìn thấy bên trong. Trên bàn bày các loại sách quý, còn có vũ khí ở trên giá vũ khí này, đao kiếm gậy gộc. Ngay cả trong góc xó xỉnh cũng có các loại vũ khí khác nhau. Ngồi xuống. Cởi. Tu vi Phạn Hải Bát Mạch, còn không phải là Phạn Hải Bát Mạch thật sự. Pháp thân chỉ có tứ tượng tung hoành. Kiểm tra một chút vấn đề cơ thể không lớn. Muốn giải trừ vu thuật, dường như không có khả năng lắm.